Thưa quý vị, xác định công tác giải phóng mặt bằng các dự án là nhiệm vụ trọng tâm, năm 2021, quận Ngũ Hành Sơn đã có nhiều biện pháp quan trọng, đồng bộ, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải tỏa để các dự án triển khai thi công. Sau thời gian kéo dài năm 2021, với việc tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tiến độ giải tỏa tại dự án khu đô thị biệt thự sinh thái, công viên văn hóa làng quê và quần thể du lịch sông nước Hòa Quý đã có chuyển biến tích cực. Toàn dự án hiện đã hoàn thành 90% việc giải phóng mặt bằng và hiện chỉ còn vướng mắc một số hộ dân ở khu vực Đồng Nò. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do dịch Covid gây ra, tuy nhiên thì chính quyền quận Ngũ Hành Sơn đã tích cực giải quyết các cái khó khăn vướng mắc còn tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng tại dự án. Và đồng thời thì ban giải phóng mặt bằng của quận cùng với các cái đoàn thể của quận cũng đã tích cực trong cái công tác vận động người dân hiểu và đồng thuận với các cái chính sách giải tỏa đền bù của thành phố. Xác định công tác giải tỏa đền bù là nhiệm vụ trọng tâm, ngay đầu năm, quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo các ngành địa phương kiểm tra, rà soát khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị của người dân để có hướng tháo gỡ. Tiến độ từng dự án được lập kế hoạch cụ thể với các mốc thời gian và nội dung công việc đi kèm. Tổng cộng, năm 2021, quận triển khai giải tỏa tại 51 dự án. Chúng tôi tăng cường công tác vận động tuyên truyền, giải thích cho người dân, để người dân hiểu chính sách pháp luật về đất đai và đền bù giải tỏa. Cái thứ hai là ngồi những cái quy định, áp dụng những cái quy định chính sách bồi thường, thì chúng tôi cũng đề xuất với thành phố một số trường hợp cần hỗ trợ thêm về chính sách đền bù cũng như tái định cư để làm sao người dân đồng thuận cùng với chính quyền trong việc giải tỏa đền bù cũng như tạo được cái cuộc sống ổn định cho người ta sau khi giải tỏa đền bù. Trong năm 2021, quận Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại 11 dự án với tổng cộng 595 hồ sơ, trong đó có 10 dự án nhóm 1 và 1 dự án nhóm 2. Trong buổi làm việc mới đây với Ban Thường vụ quận ủy Ngũ Hành Sơn, lãnh đạo thành phố đánh giá cao nỗ lực của quận trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Mà chính cái việc là chúng ta làm tốt cái công tác giải phóng mặt bằng nên là tháo gỡ rất nhiều các cái vướng mắc đối với các cái công trình dự án lớn và góp phần vào cái sự phát triển chung của quận và thành phố. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài, thì việc làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để các dự án sớm triển khai thi công là hết sức quan trọng để kích thích đầu tư xã hội, qua đó khôi phục phát triển kinh tế xã hội.